Dạ vâng, Bảo Tín xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Đã bao giờ mà chúng ta chuẩn bị cân đối sử dụng một chiếc đầu giải mã DAC cho bộ giàn của mình? Mọi người thường hay thấy rằng là ở trên thị trường chúng ta sẽ thấy có hai kiểu DAC thông dụng nhất. Đó chính là DAC chạy bằng mạch Delta Sigma. Và một loại thứ hai đó chính là loại chạy bằng các thang điện trở trực tiếp và giải mã trực tiếp vào các cái bit dữ liệu, đó là dòng DAC R2R. Ở đây chúng ta sẽ có hai mẫu là DAC chạy bằng DAC Delta Sigma, đó là phiên bản GUTAC X26 Pro sử dụng chip ES9038 Pro. Đấy, còn một loại nữa là sử dụng các cái thang điện trở với là dòng R26 của GUTAC. Vậy thì trong cái video clip này thì Bảo Tín sẽ chia sẻ cho mọi người cụ thể nhất về sự khác biệt về màu sắc âm thanh của hai cái dòng DAC này. Chúng ta thường chia sẻ với nhau vui rằng là những dòng DAC mà sử dụng chip giải mã, tức là dòng DAC mạch Delta Sigma, sẽ bao gồm những bộ chip DAC sau đó là tích hợp với các con ô bang khuếch đại để cho âm thanh ra tín hiệu sắc nét và chi tiết. Và dòng thứ hai là dòng dùng sử dụng mạch R2R, tức là giải mã dựa trên các thang điện trở và xử lý trực tiếp các bit nhạc số. Vậy thì chúng ta sẽ thấy trên các cái diễn đàn, trên các cái trang review sẽ có những cái đánh giá rất là nhẹ nhàng rằng là với dòng DAC R2R thì âm sắc của nó sẽ mang thiên hướng mộc mạc và chân thật hơn. Đấy, còn với âm sắc của dòng DAC mạch Delta Sigma thì sẽ có cái tiếng nó chính xác và nó lạnh hơn, nó lạnh tiếng hơn. Chính vậy nên là khi mà sử dụng DAC thì chúng ta vẫn sẽ cần quan tâm một chút đến những cái vấn đề như vậy để chúng ta kết hợp làm sao cho cái khẩu vị nghe nhạc của chúng ta, cái âm sắc nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng. Và như vậy thì trong cái video này thì Bảo Tín sẽ chia sẻ với mọi người cụ thể hơn bằng cách đó chính là sử dụng cùng một ca khúc, cùng một bộ dàn, chỉ khác nhau là sử dụng hai chiếc DAC khác nhau. Sau đó là sẽ test cho mọi người cảm nhận để chúng ta đánh giá được rằng là khi mà cùng một bộ dàn, cùng một nguồn nhạc, cùng một âm ly, cùng một loa thì cái màu sắc của hai dòng DAC R2R và dòng DAC Delta Sigma này sẽ khác nhau như thế nào nhé mọi người. Và đây sẽ là âm thanh của một chiếc đầu giải mã dùng mạch Delta Sigma thông thường. Tôi đã nghe tiếng gọi của nước tôi, nặng chịu lo âu căng mình trong dịch. Tôi đã nghe những bàn chân tưởng như đến đích, bỗng trống lại xa mờ. Tôi biết ơn bao mẹ hiền ngang đi, mồ hôi thấm vai tuyến đầu bao hiểm phong áp lực âm áo choàng kính đeo không rõ mặt, nhưng họ là niềm tin trong trận chiến cuối cùng. Tôi đã nghe suốt chiều dài biết cứ lối mòn lối mờ, trên mỗi điểm cách ly là dấu chân người đi vì nhân dân quên mình. Tôi đã nghe sau tiếng tàu bay là những người con ùa vào vòng đất mẹ thiêng liêng. Ở chiến công hiến âm thầm vinh quang ngành ngoại giao. Cùng lời kêu gọi hiệu triệu mọi trái tim, và tôi thấy một tương lai tươi sáng khi chiều trái tim tuổi trẻ đã hiến dâng, chung sức đồng lòng mình cùng vượt qua để chiến thắng.
làm dựng xây, Việt Nam sẽ mạnh dần. Còn đây sẽ là cái khả năng tái tạo âm thanh của một chiếc DAC R2R trong cùng phân khúc nhé mọi người. Tôi đã nghe tiếng gọi của nước tôi, nặng chịu lo âu căng mình chống dịch. Tôi đã nghe những bàn chân tưởng như đến đích, bỗng trống lại xa mờ. Tôi biết ơn bao mẹ hiền anh đi, mồ hôi thấm vai tuyến đầu bao hiểm phong áp lực âm áo choàng kính đeo không rõ mặt, nhưng họ là niềm tin trong trận chiến cuối cùng. Tôi đã nghe suốt chiều dài biên cương lối mòn lối mờ, trên mỗi điểm cách ly là dấu chân người đi vì nhân dân quên mình. Tôi đã nghe sau tiếng tàu bay là những người con ùa vào vòng đất mẹ thiêng liêng. Ở chiến công cống hiến âm thầm vinh quang ngành ngoại giao. Cùng lời kêu gọi hiểu chiều mọi trái tim, và tôi thấy một tương lai tươi sáng khi chiều trái tim tuổi trẻ đã hiến dâng, chung sức đồng lòng mình cùng vượt qua để chiến thắng đại dịch. Niềm kêu hãi. Dạ vâng ạ, một đoạn test âm thanh vừa rồi đã cho chúng ta thấy rằng là cái màu sắc âm thanh của hai cái dòng DAC như thế này hoàn toàn khác nhau đúng không ạ? Chính vì vậy nên là việc mà chúng ta sử dụng một chiếc DAC có cái màu sắc âm thanh nó như thế nào nó cũng rất là quan trọng trong bộ dàn. Và với những cái màu sắc âm thanh như vậy thì chúng ta sẽ cân đối để xem nó phù hợp với cái thể loại nhạc như thế nào mà chúng ta nghe này, rồi phối ghép với âm ly và loa làm sao cho nó phù hợp. Thì đấy là cái sự mà chúng ta cần lưu ý khi mà mọi người sử dụng những chiếc đầu giải mã DAC như vậy. Và hy vọng rằng là một cái đoạn test cũng như là một cái chia sẻ trong cái video này của em thì mọi người sẽ có những cái cảm nhận thực tế hơn để cho chúng ta có cái sự cân nhắc khi sử dụng những cái đầu DAC làm sao cho chúng ta hạn chế được cái học phí khi mà chúng ta đam mê âm thanh nhất có thể nhé. Và nếu mọi người có những cái băn khoăn hay là có những cái ý kiến đánh giá gì về cái âm sắc của hai cái dòng DAC này, đặc trưng của những cái mẫu DAC hiện nay, thì mọi người hãy cứ để lại cái ý kiến ở phần bình luận trong cái video này của Bảo Tín nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn luôn theo dõi, lắng nghe và ủng hộ Bảo Tín Audio. Nếu mọi người thấy những cái video clip của em hay bổ ích thì hãy để lại cho em một like hoặc là một đăng ký kênh để ủng hộ Bảo Tín nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn.